Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Con gái ruột tiết lộ sầu diễn cuối cùng của ca sĩ Phi Nhung, nói một câu ai nghe cũng xót. Gần 3 năm kể từ ngày Phi Nhung từ giã cõi đời, công chúng vẫn chưa thể quên dáng vẻ của cô ngày nào. Những chia sẻ mới nhất của Wendy Phạm về cố ca sĩ khiến khán giả vô cùng xúc động. Mới đây, Wendy Phạm lần nữa thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi đăng tải bài viết về Phi Nhung. Cụ thể, cô nàng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh mẹ của mình đứng trên sân khấu ở Mỹ và cũng là sâu diễn cuối cùng trước khi nữ ca sĩ qua đời. Đi kèm với bài đăng là lời tâm sự đầy cảm xúc của Wendy, show cuối cùng của mẹ tại Mỹ và cũng là lần cuối con được đi với mẹ và coi mẹ hát trên sân khấu. Trong clip chia sẻ, vẫn như thường lệ, Phi Nhung xuất hiện với trang phục áo dài đậm chất phụ nữ Việt Nam. Nữ ca sĩ bước ra sân khấu trong tiếng hò reo của khán giả, cho thấy tình yêu thương họ dành cho giọng ca Bậu ơi đừng khóc là vô cùng lớn. Khoảnh khắc này một lần nữa khiến người hâm mộ bồi hồi, nhớ về cô ca sĩ Phi Nhung với những lần đứng trên sân khấu biểu diễn. Nhiều khán giả đã để lại những bình luận vô cùng xúc động, bày tỏ sự nhớ thương giọng ca huyền thoại của làng nhạc Việt. Trước đó, Wendy Phạm cũng từng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh Phi Nhung khi sinh sống ở nước ngoài trên mạng xã hội. Theo clip, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục áo ấm dai dặn vì khi ấy đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa nên thời tiết rất lạnh. Wendy cho biết đây là những kỷ niệm đáng yêu giữa mình và mẹ, qua đó có thể thấy cô đang rất nhớ người sinh ra mình, nhất là lúc mùa đông lạnh lẽo kéo về. Tại phần bình luận của bài đăng, nhiều cư dân mạng lẫn người hâm mộ đã để lại những lời nhắn xúc động, thể hiện sự tiếc thương cho sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Nhớ cô Nhung quá đi thôi, cảnh vật và thời tiết còn đó, nhưng người đâu rồi? Thương chị có tấm lòng nhân hậu mà ông trời nỡ cướp chị đi sớm quá, coi lại thương quá, là một số comment netizen để lại. Đoạn clip con gái Phi Nhung đăng tải thực sự khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi, xúc động, thậm chí bật khóc, vì đây có thể là những hình ảnh hiếm hoi của Phi Nhung mà khán giả được nhìn thấy kể từ sau khi nữ ca sĩ qua đời. Những cử chỉ, nụ cười của giọng ca Bậu ơi đừng khóc trong video clip càng khiến nhiều người nhớ về hình ảnh cô với nguồn năng lượng tích cực mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Qua đó có thể thấy, dù ca sĩ Phi Nhung rời cõi tạm đã khá lâu, nhưng những dấu ấn mà cô để lại trong lòng người hâm mộ là vô cùng to lớn. Những đêm nhạc của các ca sĩ đồng nghiệp gần đây cũng thường xuyên có các tiết mục tưởng nhớ nữ nghệ sĩ quá cố, càng làm cho khán giả cảm thấy xúc động. Chẳng những thế, trên mạng xã hội, netizen vẫn thường xuyên chia sẻ lại những tiết mục, những sản phẩm nghệ thuật của Phi Nhung. Những đoạn clip về cô ca sĩ luôn nhận được lượt tương tác rất cao, chứng tỏ tình yêu khán giả dành cho cô vẫn như ngày nào. Phi Nhung sinh năm 1970, nổi tiếng với dòng nhạc dân ca và trữ tình. Tuy mồ côi cha mẹ từ nhỏ và phải sớm đi kiếm tiền để nuôi các em, nhưng cô luôn ấp ôm giấc mơ được trở thành ca sĩ. Năm 1989, giọng ca 7X được sang Mỹ theo diện con lai và được một nữ ca sĩ người Việt nổi tiếng chú ý tới tài năng. Năm 1998, cô được đánh giá là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng kỷ lục, nên có thêm biệt danh nữ hoàng băng đĩa từ người hâm mộ. Tháng 9 năm 2021, Phi Nhung qua đời sau thời gian điều trị COVID-19. Sau khi hạ táng tại Việt Nam, tro cốt của ca sĩ được đưa về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Wendy Phạm, sinh năm 1992, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, học ngành y tá tại Mỹ, tốt nghiệp hồi năm 2018. Cô nàng từng chia sẻ muốn làm công việc hướng đến cộng đồng, giúp đỡ nhiều người nên chọn ngành học này. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, Wendy chính thức tổ chức đám cưới với bạn đời sau nhiều năm chung sống và có hai quý tử. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.